Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 16 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong 2 ngày là 17 và 18 tháng 3, khối không khí lạnh được tăng cường trở lại xuống các tỉnh Bắc Bộ. Vì thế, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng chuyển mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Sang đến ngày 19 tháng 3, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu và di chuyển ra phía đông. Thời tiết chuyển tốt hơn, chiều tối và đêm chỉ còn mưa ở diện vài nơi, ban ngày trời nắng và nhiệt độ tăng trở lại. Thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động ngoài trời thì quý vị đừng quên mang theo các vật dụng che mưa để tránh bị ướt bởi những cơn mưa bất chợt. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết chủ yếu có mưa vài nơi, ban ngày trời nhiều mây và nắng yếu. Mức nhiệt trong ngày phổ biến dưới 30 độ. Đến ngày 18 tháng 3, khi khối không khí lạnh khuếch tán sâu hơn về phía Nam, thì khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa gia tăng, mưa rào và dông xảy ra rải rác. Còn tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Sau đó, sang ngày 19 tháng 3, không khí lạnh suy yếu, thời tiết khu vực sẽ chỉ còn có mưa ở diện vài nơi. Ban ngày trời giảm mây và hửng nắng, thời tiết quay lại trạng thái ổn định. Quý vị có thể yên tâm tiến hành các lịch trình khám phá và các hoạt động ngoài trời tại đây. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới vẫn duy trì thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi trong ngày 17 và 18 tháng 3. Nhiệt độ duy trì ở mức vừa phải, do đó các hoạt động giao thông, du lịch có thể diễn ra thuận lợi. Với khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ nói chung và tại Nha Trang nói riêng trong 3 ngày tới, thời tiết cũng khá ổn định, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Bầu không khí không quá oi bức nên vẫn thích hợp cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Thưa quý vị, Nha Trang luôn nổi tiếng với những bãi biển xinh đẹp, nước biển xanh trong và nhiều hòn đảo với những thắng cảnh đẹp mê hồn. Bên cạnh việc khám phá thiên nhiên kỳ vĩ của thành phố thì du khách còn tìm thấy điểm đến, đó là Viện Hải Dương Học ẩn chứa nhiều điều thú vị và không kém phần hấp dẫn. Nơi này khá thích hợp để quý vị trốn nắng vào khung giờ trưa sang chiều. Bước chân vào bên trong khu vực nhà kính thì một không gian mát rượi dưới gam màu xanh nước biển ngập tràn. Và điểm tô đủ sắc màu của những dạng san hô, những đàn cá biển khá sống động. Việc khám phá đại dương trên cạn còn giúp quý vị tích lũy không ít kiến thức về hệ sinh thái biển phong phú. Bảo tàng Viện Hải Dương Học còn nổi tiếng với những bộ xương hóa thạch khổng lồ khá kỳ bí. Trong đó, quý vị sẽ tìm thấy ở đây bộ xương của loài cá voi lưng gù dài 18 mét, nặng 10 tấn. Bộ xương cá nạng hải dài 3,5 mét, rộng 5 mét, nặng gần 1 tấn và bộ xương bò biển. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại vùng cao Tây Nguyên, do chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi trường phân kỳ gió trên cao nên thời tiết chủ đạo trong những ngày tới vẫn là ngày nắng, đêm không mưa. Nhìn chung thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Tuy nhiên trong buổi trưa trời nắng nhiều nên nếu quý vị có các hoạt động ngoài trời thì cần chú ý các biện pháp chống nắng. Về tối và đêm thì nhiệt độ giảm nhanh nên quý vị sẽ cảm nhận được chút lành lạnh của vùng cao nguyên. Thời tiết tại khu vực các tỉnh thành Nam Bộ trong 3 ngày tới vẫn duy trì tình trạng là ngày nắng, đêm không mưa. Nắng nóng diện rộng vẫn diễn ra ở cả miền Đông và một số tỉnh miền Tây trong ngày mai. Mặc dù từ ngày 18 tháng 3 khi hình thế gây nắng nóng cho khu vực hoạt động yếu hơn và tình trạng nắng nóng sẽ được thu hẹp bớt, nhưng quý vị vẫn nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào lúc giữa trưa vì lúc này nắng mạnh, tiết trời oi bức và độ ẩm trong không khí giảm thấp nên dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.